Kính thưa quý vị, vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ 6, 30 tháng 6, 2017, trại thử nghiệm Thẳng tiếng 11 đã được chính thức khai mạc tại Boy Scout America, Camp William Snyder, thành phố Haymarket thuộc tiểu bang Virginia. Chương trình trại thử nghiệm được chấm dứt vào trưa ngày Chủ nhật, 2 tháng 7, 2017. Thành phần tham dự gồm các liên đoàn hướng đạo Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn cũng như là Gia đình Photomac, Hùng Vương, Thăng Long, Phong Châu, Phú Xuân, Q212, Ấu Thiếu Trưng Vương và Hồng Bàng. Đặc biệt, có sự tham dự của quý trưởng đến từ các tiểu bang xa như là Michigan, Texas, Florida và California. Chương trình trại ngày đầu, ngoài lễ khai mạc, còn có văn nghệ lửa trại. Vào ngày thứ hai của trại thử nghiệm là các trò chơi cho các ngành ấu và thiếu. Bên cạnh các trò chơi của ngành còn có các xưởng STEAM, văn hóa, Văn Nghệ, Đêm Việt Nam, Liquid Nitro Ice Cream, Rock Ham cream và Sinh hoạt Chợ Đêm. Vào ngày Chủ nhật 2 tháng 7, các buổi lễ tinh thần cho các trại sinh công giáo và Phật giáo đã được trang trọng tổ chức. Sau đó là cuộc chạy bộ Fun Run dành cho các em và các trưởng. Cuối cùng, vào lúc 11 giờ trưa là lễ bế mạc. Được biết, trại thử nghiệm còn được gọi là trại tiền thẳng tiến 11 mục đích giúp cho ban tổ chức trại họp bạn trải qua việc thực hành các đồ án như kiến trúc trại, chương trình cho các tiểu trại, ghi danh, báo chí, an ninh, phân khối khu dựng lều cho các liên đoàn, thao tập văn nghệ lửa trại khai mạc và bế mạc, thử nghiệm các xưởng văn hóa, khoa học và kỹ năng hướng đạo. Cùng lúc trại thử nghiệm còn là nơi thăm dò việc cung cấp ẩm thực cho các trại họp bạn lớn, từ các nhà thầu hay các liên đoàn đặc trách cho một công tác đòi hỏi nhiều thử thách. Ngoài ra, trại thử nghiệm còn là nơi để quý trưởng miền Đông trong ban tổ chức trại thẳng tiến 11 tạo kinh nghiệm và thao dược các kỹ năng cần thiết cho một kỳ trại lớn có tầm pháp quốc tế. Được biết, trại Hợp bạn thẳng tiến 11 năm 2018 tại Virginia do miền Đông Hoa Kỳ đang chuẩn bị tổ chức nhận trọng trách từ Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam tại trại tiền thắng tiếng 10 Houston, Texas 2014. Hiện nay, miền Đông Hoa Kỳ do trại trưởng Bobby Trần là ủy viên đại diện đang giao trách nhiệm trại trưởng cho trưởng Phạm Ngọc Quế Chi thuộc Liên đoàn Photomac làm trại trưởng. Trại thắng tiếng 11 được phối hợp tổ chức với châu thủ đô thuộc Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ. Khuôn viên đất trại thẳng tiến 2018 được tổ chức tại Camp Snyder Haymarket, một trại trường ngành ấu của Chu thủ đô có sức chứa vài ngàn trại sinh. Camp William Snyder còn có một cafeteria lớn có sức chứa khoảng 50 trại sinh và đầy đủ phương tiện nấu ăn của một khu nhà hàng lớn với các kho dự trữ ẩm thực và hệ thống rửa chén rất quy mô. Trại trưởng Camp William Snyder còn là nơi tổ chức các khóa huấn luyện bằng rừng cho các trưởng hướng đạo thuộc Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ. Lịch sử tổ chức trại họp bạn thẳng tiến. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam bị Cộng sản cưỡng chiếm. Hội Hướng Đạo Việt Nam bị cấm chỉ hoạt động. Rất đông các huynh trưởng và các hướng đạo sinh đã từ giả đất nước thân yêu, bất chấp mọi nguy hiểm, vượt biên, vượt biển tìm tự do các sinh hoạt giúp ích đã đưa đến đơn vị hướng đạo Việt Nam đầu tiên, được thành hình từ những ngày đầu tiên của những người di tản vào tháng 5 năm 1975 tại đảo Guam, Trương Trọng Trác. Từ đó, liên tục hình thành tự phát của các đơn vị hướng đạo Việt Nam tại các trại tị nạn và các đệ tam quốc gia đã đưa đến hội nghị Costa Mesa năm 1983. Sau hội nghị Costa Mesa năm 1983, Trại Hợp Bạn Hướng Đạo Việt Nam đầu tiên của người Việt Nam tị nạn đã được tổ chức tại Jamville, Pháp Quốc vào mùa hè năm 1985 lấy tên là Trại Hợp Bạn Thẳng Tiến The International Jamboree of Vietnamese Scouting mà trại trưởng là Nghiêm Văn Thạch. Vào năm 1988, Trại Thẳng Tiến 2 được tổ chức tại Toronto, Gia Nã Đại. Trại trưởng là bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng. Trại Thẳng Tiến 3 được tổ chức vào năm 1990 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, trại trưởng là Lý Khánh Hồng. Trại thẳng tiến 4 được tổ chức vào năm 1993 tại Le Bay, Pháp, trại trưởng là tiến sĩ Vĩnh Đào. Trại thẳng tiến 5 được tổ chức vào năm 1995 tại Sydney, Úc Đại Lợi, trại trưởng là Nguyễn Văn Thuất. Trại thẳng tiến 6 được tổ chức vào năm 1998 tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ, Trại trưởng là Võ Thành Nhân. Trại thắng tiếng 7 được tổ chức vào năm 2002 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, trại trưởng là Lương Hoàng Nam. Trại thắng tiếng 8 được tổ chức vào năm 2006 tại Riverside, California, Hoa Kỳ, trại trưởng là Dương Tiến Đạt. Năm 2009, trại thắng tiếng 9 được tổ chức tại King City, California, Hoa Kỳ, trại trưởng là Trần Anh Kiệt. Trại thắng tiếng 10 được tổ chức tại Houston, Texas, trại trưởng là Ngô Vinh Khoa. Theo thống kê, cho đến nay, có trên 11.000 trại sinh đã ghi danh tham dự trại thẳng tiến và có trên 2.000 trưởng, phụ huynh và các em đã tham gia tổ chức thẳng tiến. Trại thẳng tiến tuy tổ chức cho các đơn vị thuộc Hội đồng Trung ương, nhưng lại là một thành phần trại sinh phong phú hơn tất cả những trại họp bạn hướng đạo trên thế giới, và ngay cả tại Việt Nam trước năm 1975. Bên cạnh những bộ đồng phục khác nhau, từ các quốc gia có Việt Nam định cư, trại sinh còn được nghe những ngôn ngữ khác nhau như là Pháp, Đức và Anh ngữ. Trại thẳng tiến còn là nơi tụ điểm của những hòa nhập hay hội nhập các văn hóa Việt và quốc gia chủ là nơi tổ chức trại thẳng tiến. Do đó, duy trì bản sắc văn hóa còn là một sứ mệnh của các trưởng trực tiếp tổ chức trại. Thử thách khó khăn nhất vẫn là duy trì được tiếng Việt để sinh hoạt chung với nhau giữa những hướng đạo sinh đến từ các quốc gia khác nhau như là Pháp, Đức, Canada, Úc và Hoa Kỳ. Ngày văn hóa tại trại thẳng tiến không chỉ nhằm mục đích phô trương di sản của dòng Việt tộc mà còn là mục đích giáo dục cho các thành viên của phong trào. Qua các sinh hoạt giới quan sát có thể thấy được tấm lòng tha thiết của các trưởng hướng đạo Việt Nam đối với công nghiệp của tổ tiên. Hầu hết các tiết mục văn nghệ lửa trại là những trang sử hào hùng thể hiện tình yêu quê hương đất nước của những con dân đang sống đời tha hương. Thẳng tiến là trại họp bạn duy nhất mà thành phần sinh bao gồm các ấu sinh cho đến quý lão niên. Trại không dành riêng cho hướng đạo sinh hay các trưởng đang sinh hoạt mà còn cho các phụ huynh, quý thân hữu và cho những anh chị em đã từng tham gia phong trào trước năm 1975. Trại là nơi hội ngộ của các đạo thuộc hướng đạo Việt Nam trước năm 1975, hiện đang có đông các thành viên đang sinh sống hay tạm cư tại các quốc gia. Trại thẳng tiến mang nặng ý nghĩa gia đình của người hướng đạo Việt Nam, do đó chương trình trại không chỉ chú đáo cho các em mà còn chưa toàn đối với quý trưởng nay đã lớn tuổi mà vẫn còn tha thiết đến sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam. Ban tổ chức trại thẳng tiến là những hiệp sĩ hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại. Quý anh chị em này là những người hy sinh và đã làm việc nhiều nhất so với các miền chi nhánh, các hướng đạo trưởng niên hiện đang ghi danh sinh hoạt với hướng đạo trung ương hướng đạo Việt Nam trong suốt thời gian ít nhất là 3 hay 4 năm tính từ ngày nhận lãnh trách nhiệm từ Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam. Theo nguyên tắc, sau khi Đại hội đồng quyết định đề cử cho một miền hay chi nhánh chịu trách nhiệm tổ chức trại thẳng tiến, đại diện ban thường vụ có trách nhiệm làm việc trực tiếp với đại diện miền hay là chi nhánh để tạo sự thông hiểu từ việc chi thu ngân sách cho đến vai trò của từng phần vụ của ban tổ chức thẳng tiến chi nhánh trưởng hay đại diện miền nơi tổ chức thẳng tiến khi về lại địa phương có nhiệm vụ liên lạc hướng đạo bản địa, tiến cử trại trưởng. Trại trưởng thẳng tiến là thành viên của hội đồng trung ương hướng đạo Việt Nam từ ngày tuyên thệ cho đến khi tổng kết việc tổ chức trại. Sau khi ban tổ chức thẳng tiến thành hình, các ban sẽ được quyền trực tiếp làm việc và hướng dẫn các đơn vị hướng đạo Việt Nam ghi danh tham dự trại.